Xin chào các em, anh tên là Phát Châu, anh là lính cứu hỏa của Sở Cứu hỏa San Jose. Xin mời các em xem một bộ phim về máy dò khói và máy dò carbon monoxide, còn được gọi là CO. Một bước quan trọng để các em có thể thực hiện để bảo vệ gia đình mình là đảm bảo rằng nhà mình có hệ thống báo khói và máy dò CO. Cả hai đều có tác dụng bảo vệ ngôi nhà của mình. Nhưng mà các em có biết sự khác biệt giữa hai máy không? Các em cùng xem nhé! Thiết bị báo động khói là một thiết bị cảm nhận khói và báo cho các em bằng cách phát ra âm thanh báo động. Đa số các thiết bị báo động khói đều có hình tròn và được bỏ trong một cái hộp nhựa. Máy dò khói dùng pin hoặc dùng điện trong nhà các em. Các máy báo khói có thể được liên kết với nhau, vì vậy một thiết bị phát hiện khói, tất cả các máy sẽ báo động cùng một lúc, ngay cả khi nhà mình bị mất điện. Máy dò khí CO có thể nhìn giống máy báo khói, nhưng có một công dụng hoàn toàn khác. Nó phát ra âm thanh báo động khi phát hiện ra khí CO. Đây là một loại khí vô hình mà khi hít vào có thể nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Nó không có màu sắc, mùi vị. Nếu không có máy đo CO, các em thậm chí sẽ không biết có khí CO đang ở trong nhà của mình. Khi máy dò khí CO của các em phát ra âm thanh báo động, các em nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hoặc đi đến nơi an toàn. CO có thể được tạo ra bởi các nguồn khác nhau xung quanh nhà các em, chẳng hạn như khi đốt lửa, lò sưởi, máy nước nóng, ống khói bị che lại, khói xe hoặc nướng thức ăn trong gara. Vậy mình cần bao nhiêu thiết bị báo động khói và máy báo CO trong nhà? Các em cần một máy báo động khói trong mỗi phòng ngủ, bên ngoài hành lang và trên mọi tầng của nhà, bao gồm cả tầng hầm và gác mái, nơi mọi người có thể ngủ hoặc sinh hoạt. Còn máy đo CO, mình nên gắn ngay ngoài mỗi khu vực ngủ, trên mọi tầng của ngôi nhà của các em, kể cả tầng hầm. Các em nhớ thay pin mỗi năm nhé, vào mùa xuân hoặc mùa thu, hoặc sớm hơn nếu các em nghe máy phát ra tín hiệu. Các thiết bị báo động khói thường có hạn sử dụng khoảng 10 năm, và máy dò khí CO có hạn sử dụng từ 5 đến 7 năm. Để đảm bảo thiết bị của các em hoạt động bình thường, các em nên kiểm tra mỗi tháng một lần và mỗi lần các em thay pin. Để kiểm tra thiết bị, hãy nhấn và giữ nút kiểm tra cho đến khi các em nghe tiếng beep. Nếu không có âm thanh hoặc âm thanh không được lớn, đó là lúc các em nên thay pin. Các em hãy nhớ là máy báo khói phát hiện khói và máy dò khí carbon monoxide phát hiện một loại khí vô hình. Cả hai đều cần đặt trong nhà của mình. Và mấy em nhớ kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chưa hết pin. Nếu các em làm theo những bước hướng dẫn này, các em có thể giúp gia đình mình được an toàn và thậm chí có thể cứu được người khác. Cảm ơn các em đã xem phim.